Rất vui được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần này. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Cục Hậu cần Hải quân luôn chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Các phòng ban trung tâm thực hiện tốt việc xây dựng các tiêu chí về cán bộ, nhân viên gắn với những chuẩn mực trong giao tiếp với bệnh nhân và gia đình, cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng trung tâm thành điểm sáng về thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ông Kiều Văn Thành ở xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã đi hơn 70 km để tới trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm khám bệnh định kỳ. Theo ông Thành chia sẻ thì vợ chồng ông cùng nhiều bạn hưu trí đều đăng ký khám bệnh ở trung tâm. Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình và thân thiện, tận tụy hết lòng vì bệnh nhân. Phòng khám rộng rãi, trang thiết bị hiện đại, cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn. Việc thành lập phòng khám đa khoa trực thuộc tiếp nhận khám bảo hiểm y tế cho bộ đội hải quân và các đơn vị bạn đóng trên địa bàn, tiếp nhận phục vụ nhân dân, các đối tượng chính sách được thực hiện từ năm 2018. Tới nay, các y bác sĩ của đơn vị đã thăm khám, kê đơn, tư vấn sức khỏe cho trên 50.000 lượt người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế là người dân địa phương và quân nhân các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách khó khăn ở thành phố Tuy Hòa và các xã lân cận, được chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên tin tưởng, đánh giá cao. Cơ sở vật chất ở đây thì sạch sẽ, đàng hoàng, thái độ đón tiếp chu đáo, nhiệt tình. Với người thầy thuốc là công việc chính của các đồng chí ở đây, nhưng mà cũng mang đậm là bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Thái độ đón tiếp tốt, niềm nở, tinh thần phục vụ tốt, chu đáo, tận tình. Khám bệnh ở đây được cái là nếu đi xét nghiệm như siêu âm thì các đồng chí bác sĩ là tư vấn chu đáo, hỏi han tận tình, tôi thấy tỉ mỉ, thái độ phục vụ ân cần, chúng tôi rất hài lòng. Tôi cũng nếu mà siêu âm là tôi đến đây 2-3 lần, và cái chỗ xét nghiệm mà máu cũng khoa học, sạch sẽ mà nhanh, và thái độ phục vụ tốt. Trong những năm gần đây, cán bộ chiến sĩ trung tâm đã chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Phú Yên với các hoạt động đa dạng và thiết thực như thăm tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, tiêm vaccine, tổ chức tư vấn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người thuộc hộ gia đình chính sách. Các hoạt động trên được cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, huyện, thị trên địa bàn tỉnh đánh giá cao, ủng hộ nhiệt tình, đồng thời tạo sự tin yêu quý mến của nhân dân địa phương đối với quân đội nói chung và trung tâm nói riêng. Ngoài thì chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ về chức trách nhiệm vụ của quân đội, khám sức khỏe cho bộ đội thì chúng tôi còn tổ chức phòng khám đa khoa, thực hiện khám chữa bệnh, các mặt bệnh về nội ngoại, mặt bệnh răng hàm mặt tai mũi họng, cũng như các chỉ định về siêu âm điện tim, chụp X quang cho bệnh nhân, xét nghiệm máu, cấp phát thuốc cho bệnh nhân khám hàng tháng. Số lượng bệnh nhân bình quân đến trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm để khám chữa bệnh khoảng trên 100 bệnh nhân, thì bọn tôi phân bố ra cho các phòng khám thì trung bình mỗi phòng khám là khoảng 50 bệnh nhân. Thì nếu như các mặt bệnh mà bệnh nhân có điều trị về mặt nội khoa, điều trị tại nhà được thì chúng tôi sẽ tư vấn và điều kê đơn điều trị, cấp phát thuốc cho bệnh nhân theo đúng pháp đồ điều trị. Còn những bệnh nhân có mặt bệnh ngoài phạm vi chuyên môn, vượt tuyến điều trị thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân để chuyển tuyến và điều trị theo đúng tuyến của mình. Ngoài thực hiện khám cấp thuốc theo bảo hiểm y tế và cấp phát thuốc miễn phí, trung tâm đã có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho nhân dân khi tới đây. Mô hình bát cháo miễn phí là một trong những chương trình như vậy. Với suy nghĩ có những người bệnh đi từ xa tới phải nhịn ăn sáng để làm các xét nghiệm, cũng có người vì khó khăn mà chỉ ăn uống cho qua bữa, rất tội nghiệp. Có sự hỗ trợ dù chỉ một bát cháo giàu dinh dưỡng nhưng chứa đựng nguồn động viên to lớn thì không chỉ giúp họ
bớt khó khăn về vật chất, mà còn tiếp thêm năng lượng tích cực để họ chiến thắng bệnh tật. Tôi từ xã Hòa Tân Tây xuống tới đây là 50 km, xuống đây được khám bệnh, xét nghiệm máu, thưa co bị tiểu đường không, đi tổng quát nữa, em tổng quát. Người nó có bệnh gì? Giờ cái phục vụ bữa bán cháo miễn phí này cô cảm thấy như nào? Mình thấy cũng hài lòng, thấy ngon. Khác là ở đây là phục vụ cho bà con của mình vậy là quá ngon. Ngoài khám tư vấn sức khỏe, Trung tâm An Điều Dưỡng Tàu Ngầm đã tổ chức gian hàng không đồng với các sản phẩm tăng gia của đơn vị được đưa vào để tặng bà con nhân dân khi tới khám bệnh tại trung tâm. Những phần quà thiết thực gồm các loại rau củ quả tươi mới được thu hoạch từ vườn cây thanh niên sẽ được trao tận tay cho bà con. Hoạt động này của trung tâm dành cho bà con với mong muốn góp một phần giúp họ thêm niềm vui, động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống, vượt qua bệnh tật. Nói chung là tôi cũng ơi xe mà tháng nào cũng tới đi khám bệnh, nhưng mà thuốc uống cũng hiệu quả chất lượng cho nên cũng tháng nào cũng ra đi khám lấy thuốc uống. Sau khi tôi khám lấy thuốc xong rồi nói chung thì cũng có tặng ít quà rau có là cũng vui. Nói chung là tình cảm ở đây với người dân cũng gần gũi, chung cũng vui. Chúng tôi cũng đã tiến hành tổ chức là cũng có phát động thi đua về cái nội dung là tiến hành tăng gia, bảo đảm được cái chất lượng là rau xanh, củ quả nó phong phú đa dạng và từng mùa nó phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu tại đơn vị. Khi thu hoạch được ấy thì chúng tôi cũng đưa vào bữa ăn của bộ đội và cũng trích lại phần để cải thiện và sản xuất đối với mua các cái hệ thống dụng cụ và cái con giống để chúng ta tiến hành tổ chức. Còn lại thì cũng có cái chủ trương tiếp theo là khi còn thì chúng ta cũng đưa vào để tặng cho bà con là khi đến khám đối với chữa bệnh tại đối với trung tâm. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, triển khai thực hiện chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân từ 1 đến 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, thực hiện tốt các hoạt động chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, để trung tâm luôn là địa chỉ tin cậy cho nhân dân trên địa bàn. Xin cảm ơn đồng chí Thiếu tá Thái Sơ, Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm An Điều Dưỡng Tàu Ngầm Hải quân đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa đồng chí, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trung tâm còn tổ chức khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế cho bà con nhân dân trên địa bàn. Sau khi khám, các đồng chí tặng bà con sản phẩm tăng gia của trung tâm. Tại sao các đồng chí lại làm như vậy ạ? Trong những năm qua, thì công tác khám chữa bệnh theo hình thức bảo hiểm y tế cho bà con cũng như bộ đội trên địa bàn Phú Yên là thực hiện đạt nhiều hiệu quả cao. Trong quá trình tổ chức khám chữa bệnh, trung tâm cũng có là tổ chức gian hàng không đồng là tặng quà các sản phẩm tăng gia sản xuất của trung tâm cho bà con đến khám, cũng như là tổ chức nồi chảo là miễn phí cho bà con. Tại vì sao phải đơn vị trung tâm triển khai như vậy? Thứ nhất là về việc triển khai là nồi chảo không đồng thì tất cả bà con là ở trên địa bàn Phú Yên đến khám ở trung tâm thì khoảng cách đi lại rất xa, đến 70-80 cây số thì bà con đến đây rất sớm. Thứ hai nữa là để đảm bảo cho kết quả xét nghiệm tốt thì bà con là nhìn ánh sáng, nên là đơn vị là tổ chức là nồi chảo không đồng để sau khi bà con lấy máu xét nghiệm là có thể xuống ăn sáng, là đảm bảo cho sức khỏe để bà con tiếp tục là khám chữa bệnh tiếp. Thứ hai là đơn vị triển khai cái gian hàng không đồng là tặng các sản phẩm tăng gia, củ quả và rau xanh tặng cho bà con, tại vì đấy là một xây dựng một mối
quân nhân y, tình cảm mà mỗi quân nhân y giữa lực lượng quân đội đối với bà con trên địa bàn. Chỉ là các sản phẩm rau củ quả không giá trị nó không cao, nhưng đó là tình cảm của lực lượng bộ đội đối với bà con trên địa bàn. Để có được những quà tặng đó thì các đồng chí đã lấy từ đâu ạ? Để có được cái các sản phẩm đa dạng trên gian hàng không đồng để tặng cho các bà con nhân dân đến khám, thì hàng năm Đảng ủy Ban Giám đốc đều ra những cái kế hoạch chủ trương đối với mỗi cán bộ nhân viên trong trung tâm đều phải tăng gia sản xuất, mỗi cán bộ chiến sĩ phải đạt một cái lượng sản phẩm tăng gia nhất định, và từ đó mỗi cán bộ đảng viên từng bang, từng chi bộ đều có những kế hoạch cũng như là những cái vườn tăng gia đạt hiệu quả, và từ đó thì cái lượng mà các sản phẩm rau sạch, củ quả sạch thì đủ đáp ứng để cho trong đơn vị cũng như là để cung cấp cho cái gian hàng không đồng. Thưa đồng chí, những đối tượng nào thì được tặng sản phẩm tăng gia sau khi khám chữa bệnh tại trung tâm? Tất cả bà con sau khi đến khám chữa bệnh tại trung tâm thì đều được tặng các sản phẩm rau củ quả từ gian hàng không đồng, tùy vào nhu cầu của bà con. Đấy, các sản phẩm từ rau củ quả, bà con thấy nhu cầu mình cần cái gì thì đơn gian hàng không đồng sẽ cung cấp cho bà con những cái sản phẩm đấy. Những cái sản phẩm tăng gia đấy để được tặng cho bà con, đó là cái niềm vui và niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ trong toàn trung tâm, góp phần là mình đem cái